Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đến nhà của anh Tám để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha. Rồi, xin chào anh. Xin chào tất cả cô chú anh chị trên toàn quốc ạ. Hôm nay Tám Biên cũng đem về được tổng cộng là 22, nhưng mà trong đó có số phôi và số mai tàn. Phôi thì mình giao lưu toàn quốc, còn tàn thì mình ship tại nhà em nói trước nha. Rồi thôi giờ mình Tám Biên cũng biết nói gì hơn, cũng cảm ơn những anh chị clip vừa rồi ủng hộ Tám Biên rất là nhiệt tình. Thì cũng mong sao mà mỗi clip lên anh em cũng đều ủng hộ mình và nhớ đăng ký giúp cho kênh Bến Tre Mai Vàng Quê Dừa là càng ngày càng có nhiều người xem hơn. Ở đây mình đây khoan, đây giới thiệu đây cũng có hai cây này nó được đi du lịch về. Đi du lịch về. Cây này đi đúc đi Hà Nam lận á. Đi Hà Nam gì ha? Đi Hà Nam về. Dạ. Nếu cái này thì mình cũng nói nữa, nó chơi thì nó thiệt. Ví dụ như anh em nào làm trong nghề cây hoặc là anh em nào chơi thì cái nghề cây thì có gặp cái anh này thì thôi đừng có ship. Bị anh chơi cây anh kêu giờ tới Tết mới ra bông. Mình cũng trời ơi, chơi cây đâu phải ngày nào một năm là được đâu. Chơi cây là phải già 3 năm. Còn anh này là tên anh. Dạ. Nguyễn Văn Bình, có số điện thoại là 0946517874. Thì anh này nếu mà có chốt đơn đâu thì anh em chung ngành mình thì né vậy ha. Còn riêng mình thì nói thẳng luôn, nếu mà dù anh em thích như Bình là thích chơi, anh Biên ơi em khoái chơi quá mà em không có khả năng thì anh sẵn sàng anh tặng em cỡ này, anh tặng một cặp, cỡ cây cỡ triệu là anh tặng cặp, không nói gì là một cây tặng mà chẳng là ship luôn cho em luôn đó. Anh đây thì có đúng là cũng còn nghèo khó lắm, nhưng mà anh dám cặp cái cây vài chục triệu anh cho anh ta để mốt anh quay lên cho coi đó. Anh có coi cho cây 20 triệu à, cho có cho luôn, có cho tặng cây 20 triệu liền, nằm ngay chỗ này luôn nè. Ngày xưa phải không, mới đây chừng chưa mấy tháng à. Mấy tháng hả? Dạ. Chứ còn chơi là mình ý của anh Tám là quý vị ơi, nếu mà mình thích mình mua vừa, mình mua phải chốt nha quý vị. Còn nếu mà anh em mình đúng hay làm nghề cây này vậy, anh em nào chốt một cây mà mừng lắm, nó thiệt đúng là mừng cực chứ lắm, cực chứ mừng thì thôi. Giờ nhưng mà mình thấy dụ như một anh Bình làm như vậy thì có rất nhiều người là ủng hộ mình rất quý. Thôi giờ mình cũng chúc mọi người thành công tốt đẹp hết, thì đáng ủng hộ mình nhiều thì giờ thời gian thì cũng có hạn, thôi mình vô cái đầu tiên đi ha Tấn ha. Dạ. Rồi địa chỉ thì chắc mình khỏi phải đọc rồi đây. Dạ dạ. Cũng có nhiều anh em biết rồi. Rồi quay sơ cái sơ ấy, mình làm cái chiều cao cái rồi. Mình đo cái hoành cái mình báo giá ha. Mấy cây này anh em nào mà thích chơi ghép này kia nọ luôn, cây này chơi ngon nè, nó nhiều mẫu cây lắm. Đây chiều cao nó là như 96. Chiều cao 96 rồi hoành luôn. Về cũng làm trễ quá rồi, cũng không kịp dọn cây, nó cũng được thường thường à, chứ không sạch gì mấy. 33 hoành 33 rồi, cây này già cây lắm anh em đó. Cây này cây số 1 anh em, mong anh em nào mở hàng cho mình nhanh lẹ đi, cảm ơn nhiều nha. Giống như Cường ở ở Bình Dương cực thương lắm, với lại ở Long An tự nhiên nói ngang cũng quên. Rồi cây này mình giao lưu là 1.800.000. Rồi 1.800.000 nha quý vị. Ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Xuống cây luôn. Nói hơi nhiều tại vì mình có vấn đề thêm hai cây này vô thành anh Tám hơi bức xúc nên nói chung là mình để cho anh em tôi làm nghề này cho đỡ. Nói chung đâu phải người nào cũng khá giả. Nhiều khi mình bằng thì cũng ấy rồi. Cũng cực khổ phải không? Tội nghiệp ta. Cây giờ đo sẵn vô lo đo luôn nha. Chiều cao trước thì quay luôn. Rồi chiều cao 1 mét. Rồi. Đó dáng này cũng hẻo lả anh em ơi. Rồi xây vòng đó. Vòng cây này đúng là tương đối chơi mà để anh em về. Dáng lạ lạ không ha. Về mà mình chỗ tài làm nghề thật đó. Hoành á. Đâu đây? Giờ đo ngay chẳng này đi. Dạ, đó đó. Đo ngay cái khúc này đi ha. Dạ. Là 40 37. 37. Còn khúc dưới này thì bự lắm nha. Khúc này thử coi. Đó, 38. 38 nó cũng hơi chút xíu à. 37 38. Rồi. Cái này anh giao lưu như anh. Cái này anh giao lưu giá 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi 2 triệu bao ship luôn. Cây mã số dạ, 2. Rất là dễ thương anh em ơi. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây.
Đó chính rồi anh, một anh Lê Công, anh chú anh 6 cây. À. Cũng cảm ơn Công nhiều Công ơi. Nay có anh Công coi có thấy cái nào ưng ý chốt anh liên tiếp anh Công ơi. Với lại anh gì anh mà anh bên này là một như mét 7 đi. À. Cho mét 7 nha. Sao à. Mấy như mét 7 đi. Rồi quay vòng luôn. Hẻo lả nè. Cái này chơi cây dù cũng được. Nói chung là thấy nó cũng lạ lạ kiểu. Dáng lắc lắc kìa. Dáng lắc dễ thương lắc đẹp á. À, rồi cái vành sao đây anh? Đăng ký cái dân lắc. Ủa nè, người ta chiều cao cho anh. Đòi cái mét 7 hả? Mét 7 hả? Vành là 38 yếu như 337 đi. Dạ, rồi. Ừ. Dọc đế luôn. Đế thì nó thường thường. Giá nó mềm mềm. Cái này mình chơi dấu đế nha anh em. Trồng ngang đây là không bao giờ ai chơi đế. Không ai chơi đế xấu hả? Ừ, mà dáng đẹp lắm ạ. Dáng đẹp lắm. Dáng nhiêu đây? Dáng hay lắm. 1,5 triệu em. 1,5 triệu. 1,5 triệu bao ship toàn quốc em ơi. Rồi, xuống cây luôn. Dáng hay lắm á. Dáng hẻo lả. Cây số 3 tới cây số 4. Cây này là cây đẹp nhất để dưới sân vườn mai. À, anh em cố gắng ủng hộ giùm mình nha. Cây này cũng dễ thương lắm à. Giá nó cũng dễ thương dữ dàng lắm. Rồi, cây này là hết thước. Mét rưỡi. Rồi, cũng tay cành anh em nào mới biết chơi mấy cái này đi, không sợ mất tiền mà lại cũng tay cành cũng có được. Đứng đặng kêu nó mà nó chơi đây. Trời ơi. Vô chơi. Rồi, chào cái quành luôn. Rồi. Vô anh Sáu. Anh vô vụ ẻo lả bất thành mai gì đó sao? Quành là 28. Rồi. Giá dễ thương luôn là 800 ngàn bao ship toàn quốc luôn em ơi. Rồi 800 ngàn. Chốt cái này là đi xa là mình về là coi như là ship không luôn á. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Lá chà bá luôn nha. Lá bự lắm á, coi cái lá cho. Rồi. Lá chà bá là tụi mình. Cái lá chà bá. Bự lá bự. Đang quay nha. Không nhiều. Rồi phải cho nó chơi được nha. Nhưng mà cũng nói chung cũng anh em cũng vui vẻ khoái. Gặp anh Sáu à. Rồi. Đẹp luôn. Cái này quá đẹp luôn em. Chim quá chiều cao luôn. Giá quá mềm luôn nè. Núp vô nhà ở ngoài bị chói quá. Cái này là cực kỳ đẹp. 1,4 m. Chiều cao 1,4 m. Cây này là quá đẹp luôn đó. Giá cũng quá dễ thương luôn nè. À. 31 của anh. Cao 1,4 m qua 31. Để quay vòng đế cho anh em coi nha. Tay cành cái này là khỏi suy nghĩ luôn. Rồi giá nhiêu anh? Giá 1,4 triệu à. 1,4 triệu. Giá hấp dẫn. Đó, nhanh tay anh em ơi. Cái nào anh em mà thích cái này là chốt liền nha. Này đẹp lắm á. 1,4 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. 1,4 triệu. Bao ship toàn quốc. Xuống cây luôn. Làm cho anh em ấn tượng để đăng ký giúp mình chứ. Rồi, lên cây. Ok, cây thứ 6 là cây này nè. Em mới được từ cây anh đây. Cây nó là cây dặn lắm. Rồi, mã số 6. Mã số 6. Đó, anh em nào mà chốt cây thì giống như mấy anh em của tụi tôi làm cây làm mạnh. Mà thấy lúc nào là gia đình cũng là cực kỳ sung túc. Mét mấy? 1,4 m. Như mét rưỡi đi. À, thêm phút đó. Đó, này cái này cũng tay cành cũng đều rồi. Dáng cũng hay lắm nha. Đó, gốc bự. Quay cho kiếm nước uống rồi. Kiếm đi. 33. Rồi. Củ thì bự nha. Củ bự đó, củ nó 40 mấy là 42 lận. Rồi. Dáng đẹp lắm nha. Quay xa xa cho anh em nhìn cái dáng ghê tới. Đế thì cũng thường thường đế thôi. Nhưng mà dáng rất đẹp. Đó. À, cái mặt tiền á. Đẹp không? Rồi giá nhiêu anh? Giá 1,5 triệu luôn. 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Toàn quốc anh em ơi. Đó, số 7 thôi anh. Cái số 7 là cái này. Cái này quanh bự, cái này là chắc chắn là đăng lên là nhiều anh em thích rồi. Ê, mã số 7. Đẹp lắm á. Thân dặn ha. Thân dặn đẹp luôn. Gần ha. Gần vòng dấp vòng luôn mà. Mạ vô bà con ơi. Chậm tay thì còn chậm tay hết nha anh em. Cái cây này chắc rồi, chắn. Rồi, cao như đây. Mạ vô.
mấy mấy? 1m4. Mấy giờ mai này có anh Nhân đi nghề vỏ đi bứng về. Chắc chắn là cây này bà lâu mai này bán nhanh rồi. Đúng rồi, có tôi đi là bán nhanh. Cái này thì nó 37 lần. Rẻ không à. Ha. Nhưng mình đo xích đây thấy đây sẽ nó hơn quá. 37. Ờ 35. Còn 35 đi. À, thân đẹp lắm nha, dặn đều lên luôn. Xây bộ đế cái rượu đế cái. Đó, đế. Nở cũ lắm anh em. Rồi. Đó, đẹp luôn đó. Nè, tay cầm nè, để quan quay qua mặt tiền cho anh em coi đó. Quay hướng sáng nào có rồi, sáng, ta sáng, giá nhiêu anh? Giá 1.9 triệu. 1.9 triệu rồi, ừ. Xuống cây. Quá đẹp luôn. Lớp nở về thân sáng 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 luôn. Rồi, tiếp tục cây mình lên cây số 8. Mình mong anh em nhanh tay chốt giùm mình nha. Đang cho mình còn mấy chục cây nữa, cái lô này tới 50 cây mới bứng về mới 20 à. Đây. Rồi, mã số 8 có gì ơi? Số 8, cây nào cũng dán tay cành đẹp. Rồi, cho chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao. Chiều cao là 1m 16. Mỗi xa không còn thấy anh kế bên không thấy anh. Ờ, mắt thấy mà tiếng rồi còn thấy. Tiếng mà còn chưa. Đây là bốn mắt còn thấy. Chưa. Quanh là 33. 33. Đó, tay cành đẹp luôn. Dạ rồi. Tay cành đẹp lắm nha. Thân có u nù rồi đủ thứ đây nha. Đâu có hình cái lá háng không đâu. Cái lá háng ngoài kia ông ơi. Rồi cái này mình giao luôn 1.4 triệu. 1.4 triệu. Ừ. Rồi xuống cây. Xuống cây anh em ơi. Để chết bà rồi. Mấy cây này mình quên, nãy quên ghi rồi không? Ba cây mình quay tay nó ghi nè. Hồi bán gọp luôn, nguyên nóng luôn. Đúng. Rồi, lên số 9 luôn. Quay âm luôn. Nghe chỗ này nè, để viết kiểu bự bự cho người ta thấy luôn. Ừ. Cây số 9 luôn. Lùng đẹp luôn. Đó. Để khách chơi. Tay cầm giữ luôn. Cầm lại đưa cái này cho người ta coi luôn. Rồi, giá luôn. Chiều cao. Rồi. Quanh bao nhiêu? Quanh bao nhiêu mươi đây? Quanh này chắc hàng 30 xuống dưới đâu. À, 30. Rồi. Trời ơi, chuyên nghiệp làm đồng bộ đế hết biết không nữa. Anh em dòm kỹ nha. Cứ xây đi anh. Xây qua. Đó. Dán lắc đẹp luôn. Rồi, giá như đây. Cái này cái mặt tiền là mình cái này giao luôn 1.5 triệu. Rồi, 1.5 triệu. Đó, đẹp lắm anh em ơi. Đẹp quá quý vị. Có bộ đế nôm đẹp hàng rồi. Được, xuống cây. Giá rất là mềm. Nhanh tay chốt cái gì ơi. Tay thì còn, chậm tay thì cũng còn anh em. Đẹp chứ xấu thôi. Không rồi cũng mừng anh em nào cũng nói trời ơi, tôi mua mang tôi thích quá, ông vui, anh vui và em vui quá. Trời ơi, vậy chứ sao anh mình chơi là phải vui vẻ mới thoải mái chứ. Rồi, số 10 ha. Rồi, cây số 10 luôn. Cây nào cũng éo lả thôi anh em ơi. Ví dụ nhớ éo lả thôi, còn không nhớ vụ cuối cùng nha anh. Cho chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao. Mấy mét mấy không chứ được. Mét 3 hả? 31. Ở mét 3 đây. Mất sắc, sợ ta. Có nghe gặp đau độ vậy đó. Mút đắng không thấy. Thấy chứ. Hoành là 37. À, chính xác. Đó, dáng quá đẹp luôn nè. Rồi, cứ cho bộ đế trước anh đang đế. Đế này nhị đế nha. Rồi. À. Cái này tới 4 cộng, 2 cộng. Ồ, trước cái này là cái nó hai tay ôm nè. Mà cái dáng ăn tiền là cái dáng này. Dáng nè. Ăn tiền dáng rất đẹp. Giót đọt luôn ha. Ờ, giót đọt lên. Giá nhiêu đây anh? Cái này 2 triệu em. Rồi, 2 triệu. Cho anh em ơi, 2 triệu anh em ơi. Rồi, xuống cây luôn. Thủ xuống cây luôn. Tới cây số mấy không? 13. 11. 11, 10 tới 11 chứ không 13 được không? Rồi, mã số 11 đâu. 11 đây. Rồi, xong trọn 3 ngày bán dùm khuê tay không? Nó quấn tội nghiệp hôm qua, nó quấn hết con keo luôn. Rồi, mã số 11. Chọn để nguyên cầm đi. Bán một khoai tây luôn. Con này con rắn nha nè. Rắn chứ không phải rồng hả? Rắn đầy gì nó cứ mình đi. Rồi 1m4. Rồi, cao 1m4. Rồi, dán y chang như rắn không? Rồi, cứ quay đăng em quay cái dán đó anh. Đó, sáng 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 nè. Đó, anh em là chơi này chơi cái dù cũng đẹp nè. Gặp đây sửa ra. Rồi quanh luôn. Quanh. Nép người vô trong. Rồi quanh 29. Rồi. À.
rồi coi đế, coi đế, coi đế. Đế, 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 đế. Rồi coi sơ sơ thôi em ơi, đế coi sơ sơ thôi. Đế đẹp lắm ạ. À, sao đẹp ha. Đẹp, thân nè, lên lắc lắc lại rồi. Rồi, dán nha. Dễ thương luôn, 900.000 bao ship. 900.000 luôn, bao ship luôn. Toàn quốc luôn. Rồi. Mình bán là coi như là bán giá hấp dẫn luôn á. Mã số 11 này. Nói chung thì có rồi, tới mã số 12 lên luôn. Anh em nào có chốt cũng vui, mình nhắc lại là ví dụ như nhớ là nhắn tin cho là địa chỉ cụ thể cho mình. Là số cây, số mã số cây, giá tiền luôn cho mình không đỡ lầm lẫn. Rồi. Quay qua một vòng anh em xài nha. Cái cây này là coi như là lên lần 2 mình giảm giá cho anh em chơi nè. Đó là rồi anh em ủng hộ nhiều mình cũng cảm ơn nhiều. Còn này còn sót lại. Cái này có hình phụ tử nha mấy anh em. 77. Được rồi ạ. Cao 77. Thôi, không nhiều lắm, một cuốn sắt. Phụ tử hả? Phải tăng hiếm. Đây là tiều phu cổng con. Tiều phu khỏi nước không? 27. Tiều phu cổng con á. Ra hơi. Sợi kỳ quá. Anh có cha đạp rồi. Con nó ôm cha nè. Con ôm cha. Quanh, quanh hết vòng nè. Đúng rồi. 45. Rồi. Rồi giá 1 triệu 6. 6. Đó, bao ship toàn quốc anh em ơi. Cái này đẹp lắm anh em về chơi tay cành bẻ có sẵn hết rồi. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. 12 rồi, 13 đâu? 13 kế bên. Rồi 13. 13 cái dáng này cũng hay lắm á. Dáng hình kỳ đa. Đây là con gì biết nữa. Kỳ đa là cà đi á. Hai cái đi cà thôi. Thôi anh đang ơi, đang quay anh ơi. Rồi 70 71. Như 70 đi. 70 chiều cà. Đi không? Đi không? Ta ta đi mình. 27. Rồi giá luôn nè, giá bữa nay là 1 triệu mốt. Đó, đẹp lắm anh em, cây này. Cây này dáng rất đẹp mà có đế cũng đẹp luôn. Rồi, giá nhiêu anh? Giá 1 triệu mốt thôi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1 triệu mốt bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn em ơi. Bao bao từ nước mày hả? Bây giờ cái 14 á nãy thôi. Gom cho đây được không? 14 à. 4 cây luôn không? Tại vì cái này nãy quên á, con khoai tay nó ghi nè. Cho vô nó cụm luôn. Rồi, mã số 14 là 4 cây. Ờ, 4 cây luôn. Tại này có con khoai tay nó quấn mạnh. Nó gãi hả? Nó quấn mạnh quên, tụi nguyên ra nè. Còn anh nói là anh em nào giúp mình giúp chốt giùm cái lô 4 cây này, cho có tiền mua sữa cho nó. Khoai tay là con anh đó hả? Ừ, nhỏ hả? Nhỏ đó. Đè nó quấn rẹt. Nó đè nó quấn vậy chi vậy? Ai biết nữa. Thấy hình nó quấn trước nó ngủ rồi chứ. À, con nhỏ đang khoai tay lần này. Đó, khoai tay đó. À, giờ nó đang... ngủ mất tiêu rồi. Ờ, mới kêu khoai tay nhắm mắt. Nó đè, nó đè nó quấn mấy cây này vậy hả? 4 cây này nè. Rồi, ba bán rẻ luôn nha con. 4 cây này 1, 2, 3, 4 rồi solo ngang luôn. 4 con này. 4 con này. 4 cây này nhiêu? 4 cây này là solo ngang là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi thôi anh em ơi. Bao ship toàn quốc luôn 4 con. Ủng hộ đi anh em. Ủng hộ đi anh em. Còn khoai tây ngủ rồi cái gì vậy? Khoai tây thì cũng khoai tây quấn rồi. À quấn à. Góc này cũng bự nhưng mà vậy đẹp nha. Đẹp á, bự lắm à. Đó. 4 cây 2 triệu rưỡi luôn. Giá rẻ bất ngờ anh em ơi. Quanh cũng bự lắm ha. Khá chứ. Đế cũng đẹp đó nè. Ừ. 4 cây 2 triệu rưỡi. Ừ. Quá dễ chơi rồi cái gì. Quá dễ chơi rồi, ai chơi vậy là không suy nghĩ gì hết á. Nhiều tiền nhắn với ít thì là ngon là anh. Đó, lô 4 cây đó. Lô của khoai tây đó. À, Tuấn rất là nhiệt tình quay cụ thể đang cho anh em chốt dùng khoai tây nè. Bắn lâu thôi bày kỹ cho anh. À, 4 cây thì 2 triệu rưỡi. Không, thấy thương lắm, nó quấn, nó quấn mặc chứ thấy cha nó quấn vậy mà nó hay chứ không. Dạ. Hồi nãy mới rứt cuộn keo ra đó, nó quấn y chang mình quấn người lớn. Dữ vậy. Rồi, mã số 14 có 4 cây nha quý vị, 2 triệu rưỡi, bao ship luôn. Bao ship luôn. Rồi, hết tiền luôn rồi đó. Rồi. Rồi, giờ mình tới mai tàng anh em ơi. Rồi, đi ra quay mai tàng ha. Thì tại vì đây nó chặt quá không chặt được.
Rồi, mã số 15 là cây mai đó hả anh? Cây lớn nhất là 15 đây. Rồi. Cây này cao tầm 2 mét rưỡi không? Lấy thước họ kéo hỏi. Ước lượng hay anh? Ước lượng đi ha. Thôi tầm 3 mét đi. Khoảng 3 mét ạ. 3 mét đi. Rồi tầm 3 mét. Này bó tàn lại trơn ha. Hết tại vì chặt quá không có đâu, mới đem về chiều qua. Quay sơ sơ lại anh quấn anh coi cho. Bó tàn lại trơn rồi quý vị ơi. Chưa không có mung tàn ra nè. Mình quay cốt chủ yếu quay cốt chách cho quý vị coi thôi nha. Đây cốt chánh ở đây. Của anh 51. Rồi. Đây rồi. Vị trí này 51. Ờ 51. Này có một thân như này đó, một hai nhánh thôi như này một thân. Cây quả này cũng lớn, 51 là thấy cũng lớn. Giá nhiêu đây anh? Giá 12 triệu. 12 đó triệu. Cây mã số 15 nha quý vị. Cái nào anh, cái số máy anh, anh ở đâu? Tại cái máy em mới đổi rồi. Dạ dạ, chắc nó ra gần tới rồi anh. Tại gì mới. Rồi rồi rồi, anh điện lại số đó em ơi. Rồi, qua cái 16 anh. 16 đây. Rồi rồi rồi, để em điện, em điện. Anh đang quay clip thì mai em tăng lên theo dõi cái gì có thích như nào ơi, có mồi không nha. Đợt này cũng đẹp không anh? Đẹp anh. Mai không có giờ đi. Chưa hứa. Rồi cái gì đây, hồi xíu em điện lên, em đang quay xong điện lên. Dạ. Dạ dạ rồi anh, cái này đẹp lắm á. Dạ. Rồi, thân chánh ở đây nha quý vị, này chắc cũng khoảng 3 mét nữa rồi ha anh. 3 mét à. Rồi, tay cành chánh đó nha quý vị. Này bó tàn là hết trơn quý vị ơi. Chủ yếu là quay cái thân đó thôi. Anh em nào thích thì mình gọi mở ra. bốn mươi giá 4,5 triệu gì vậy nè, 4,5 triệu luôn rồi. À, để đây để thường thường vậy chơi được rồi. Cái tàn thì nó cũng dám môi đế thôi, nhiều chỉ sơ sơ trên nè. Rồi 4,5 triệu cái mã số 16 nha quý vị. À, cái tàn nó về nè. À, thằng nó này bung chưa bó tàn, không có bung ra nha quý vị. Rồi qua cây 17 anh. Đây đó hả? Được. 17 đây. Đây đây cao cũng tầm 3 mét luôn. Tầm khoảng 3 mét hả? Giá này giá mềm mềm dễ cao chơi. Khoảng 3 mét luôn. Tay cành nó dán nó đây. Quanh nhiêu đây? Quanh 32 yếu, 32, 31 đi. Rồi. 31. Giá nhiêu đây anh? Giá 2,5 triệu. 2,5 triệu bao ship mấy cái tàn này? Bao ship không, sao? Bao này ra vô luôn tại nhà mà. Vô luôn tại nhà hết hả? Mấy cái tàn hả? Tao không vô luôn tại nhà chứ. À. Vô luôn tại nhà hết ha. Đó, nhưng mà thỏa thuận thôi anh em, ví dụ như chốt mua nha, chốt nhiều thì mình thỏa thuận. Giá này giá tại nhà. Giá tại nhà. À, anh em mà ở chốt xa thì vẫn chở luôn được. Được. À. Như là mình rồi cây số 17 số 18 luôn. 17 ha, để cho quý vị xem lại cây 17 chứ. Cái này cái dàn tàn nó sửa kéo được rồi, thành ra mình không mới nè. Cái này kéo qua. À, số 18 ha anh. Còn tàn luôn á. 18 đây quý vị. Kéo đủ sức kéo. Rồi cao cũng khoảng 3 mét trở lên ha. À 3 mét hơn 3 mét à. Tàn nó vậy đó quý vị. Có sao quay vậy như vậy. Tay cành hồi quay cái này cho tay con anh em coi. Cái này khỏe qua là ok. Thì qua đi hướng này. Nên mình căng hai này kéo qua là xe đều tàn luôn á.
cây số 18. Hoành là 34. Hoành là 34. 35 yếu 34 đi. Giao lưu nhiêu đây anh? 3 triệu. 3 triệu. Mai tàn là giá tại nhà hết nha quý vị. Còn quý vị nào muốn chở tới nhà thì vẫn chở được. Như tiền ship là còn thương lượng ha. À, số 18 nha quý vị, 3 triệu ha. Rồi 19. Qua bên đây. Đây. Cao quá sát cao đây. Chắc cũng khoảng 3 mét trở lên ha anh. Quá tàn lại hết rồi. Đây là một cốt rồi nha. Đây anh. Cốt bự, thân bự. Đây là già cây u nặng chứ anh. Cái này gì chắc phải con lại chơi tạo cái thành mới quá. Thì cái này mới một cốt tạo mới dễ mà. Để sung vô là bắn tương ầm ầm ra liền. 46. Mình 46. Giá nhiêu đây anh? Giá 5 triệu rưỡi. À cái này giá 5 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi 19 20 đâu anh? 20 đây, 20 đây. 20 bên đây. 20 là cái mưa 20 là đẹp nhất hôm nay. Hay đẹp nhất trong mai tàng hôm nay. Mặt này kỹ anh Tư. Anh em coi nha, y chang cái lục bình. Rồi. Đây qua chiều cao luôn ha. Cái này thì tại mình để thôi chứ anh em chơi cái bonsai là cái này là cắt lầm nó rất là đẹp lắm. Mình để ai anh em muốn thích kiểu nào chơi kiểu đấy thôi. 20 đây. 20. Cao cũng khoảng 3 mét rưỡi rồi ha. Ừ, chỗ đó. Đấy, thân nó đây quý vị. Thân nó rất là hay. Thân nó là y chang với cái bình cái tên với nở cái tên cũ nhỏ xíu à. Cẩu. Bốn ba mà cẩu này nhỏ lắm nha. Quay qua hướng này cho anh em coi kỹ. Nó rất là đẹp, nó nhìn thấy nó quấy ngộ ngộ. Nên là y chang như cái lục cái bình bông vậy đó. Thấy không? Đó. Rồi quay vòng đế cho anh em xem. Rất đẹp. Cái này anh cho luôn vô đây anh. Cái này anh cho luôn giá 15 triệu. 15 triệu. Ừ. Nãy giờ dàn cây này có nào bo giảo không anh? Cây này là không không thấy mặt bông hả? Không thấy bông, không dám nói giảo. À, rồi hết chưa anh? Chưa, cái này cái 20 phải không? 20. Đây là 21 đây. Dán nhỏ nhỏ đây. Đấy, liền anh. 21 ngoài đây luôn hả? Đang nhỏ nhỏ. Rồi, cái 21 đây. 21. Mấy cây này già cây dữ lắm rồi. Này cao cũng khoảng 2 mấy 3 mét à. Dốc tôi lúc trên đây đây. Rồi hoành 30, 31 gì đó, 30. Rồi 30 đi ha. 30, đế đều lắm ạ. À, giao lưu nhiêu đây anh? Cái đó giao lưu ra giá 3 triệu rưỡi. Rồi 3 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi cái mã số này là 21 phải không? 22 bên kia. Lạ nè. Em hai bên đây. Đây. Rồi cao khoảng 2,5 m ha. Rồi. Tàn nó đó quý vị. Rồi kéo xuống nha quý vị, xem cái thân ở dưới ha. Đấy này đế nó nở lắm nha. Bật cái chứ. Này dưới đây ba thân hả? Đó lên một hai nhánh cái giữa.
Rồi. 3, 8, mình bỏ con dây đó đi rồi cho cái hoành luôn. Rồi. Quay đây anh báo lại đi cho chính xác được rồi. 40. Rồi 40. 40 đúng luôn á. Rồi. Đây nó có cây này có hù nhiều mà đây nó có y như cái đầu la hán đẹp đó nè. Rồi hồi qua bển coi cái quay qua đầu la hán à. Cá la hán hả? Này cục lọc nở đế nha, nở đế dữ dằn nở luôn nha. Nè đế nở cái phè luôn á. Nè. Ông nãy ông cuốc vào vô hơi chạy cái đầu la hán. Đẹp chứ bộ. À, cây này giao luôn như đây anh. À, cái này anh giao luôn giá 6 triệu. 6 triệu. Nở đế lắm nha, tại cái này nó nở phè luôn nè. Rồi né cho em đi. Rồi, quá, đầu, đầu, quá xa đầu. Nắng luôn. Rồi hết rồi quý vị ơi. Rồi mong anh em nhiệt tình ủng hộ mình nha. Rồi mong anh em nhiệt tình ủng hộ anh Tám nha quý vị. Rồi quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và quý giáo tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Oh.